Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Trọng Phát Channel. Hôm qua mình vừa review chiếc xe ăn lẩu của mình nha các bạn. Nay mình có thêm chiếc xe này, xe chở lúa nha các bạn. Đậm chất chở lúa luôn các bạn, thấy không? Bô xét dành để chở lúa nha các bạn. Giờ bắt đầu mình khởi động nó coi còn chạy được không nha các bạn. Mời các bạn đón xem, let's go. Giờ mà không biết còn xăng không, để mở coi có xăng không các bạn. Rồi nó sẽ thẹt luôn các bạn ơi. Đổ nước vô hai dĩa xét dưới này nè. Giờ để mình gỡ cái lọc xăng ra rồi mình đổ xăng vô nha các bạn. Dưới dằn này chứ. Giờ bắt đầu mình gỡ ra để mình vũ cái ba cái xét rồi mình xăng ra nha các bạn. Gỡ xét đóng một lớp trống á. Chế mình ra tay được luôn hả? Được. Tao cái một nhất móc đầu liền. Đâu phải đâu cả, cái nắp lò nó làm sẵn vậy đó. Có lỗ sẵn rồi. Mua loại nấu lóc đó. Hoặc là mình đi chế, có bạn, hoặc là mình chế. Dở nồi ra nè. Nó dần hút cái hút đi. Dần hút cho nó. Xe tủ nó bị hút rồi. Đó là thử. Chạy ra nó chạy vô fan chạy khó chứ. Chạy gì chạy thử á. Bóp lại. Trước hay rồi đó. Gì thắng nữa. Bạn nghe thấy không nè? Con mạnh luôn á, tại con đang lóc hư luôn. Chắc luôn. Chưa thấy cho lúa, nữa, cho cá nữa không? Còn cái này chưa hàng rồi. Chưa, đây có không ta? Bạn thấy không bạn? Nó xét nè, mình vũ ra cho các bạn coi nè. Đóng một lớp trong á. Xong rồi giờ bắt đầu mình thử cái lửa còn lửa không nha các bạn. Gãi tay cái dạng nó nhèo nhẻo rồi đó. Các bạn bạn thấy không? Được rồi. Và thấy chìa khóa không? Nó một chín giữa giờ dặn phải nương nương nó nữa các bạn. Các bạn Fury mà đóng rêu các bạn. Hên là cái này còn mới, nó không có ở ngoài mưa. Để mình thử lửa các bạn. Đập đi, đập đi. Còn lửa, còn lửa. Còn lửa bật luôn các bạn. Chút tay vô thử đi. Quá mạnh. Nó xăng vô lộn đi gì. Giờ bắt đầu mình xúc bình xăng rồi mình đổ xăng vô các bạn. Các bạn mình lắc nó rớt ra hoài luôn các bạn. Xe chở lúa nha các bạn. Hoài xe ăn lẩu. Theo bắt đầu mình đổ xăng vô cái xe chở lúa này các bạn. Khóa xăng thì cứ ngắt rồi bạn ơi, có chế độ luôn á. Các bạn thấy không các bạn? Nó không xuống luôn các bạn ơi. Trong mùa lúa này ai mua liên hệ số điện thoại bên dưới luôn nha các bạn. Chị ở đây luôn.
các bạn, các bạn thấy này nó đóng không, giờ gỡ không ra luôn sao các bạn? Phải bỏ 500 triệu rồi ra chứ còn chơi mà gỡ không đâu có. Có chiếc xe kia hổng chở 900 ngàn sửa hết triệu mốt. Xe nào? Xe kia, xe quen pha đó, làm nồi lại. Tuột nồi luôn. Xe làm máy luôn hả? Không làm máy, làm nồi không à. Xe làm máy gì? Bình bình lô nha các bạn, rim thái rồi, nó gắn bình lô rồi các bạn ơi. Genta. Genta 100. Cũng ra luôn hả? Dính bê tông đây luôn rồi. Bỏ đó không, đập đi. Bỏ không đi. Bình lô mà nó phải mình zin đồ nữa. Cũng vậy. Vậy bể lại. Bể không bể. Sau khi mà xúc bình xăng, cái bình xăng cũ nó dơ quá, xúc mà cũng không nổi, mình thay bình xăng khác nha các bạn. Xe chở lúa mà tốn tiền quá các bạn ơi. Này mình thay Genta luôn nha các bạn. Genta 100. Đi bình này cho nó ít hoạt xăng các bạn ơi. Đây. Này bình mới nè các bạn. Có gáo không? Mới mà không mới gì được. Mới giờ bắt đầu mình đổ xăng vô, mình đạp thử coi chạy không nha các bạn. Xăng có rồi nha các bạn. Giờ bắt đầu mình đạp máy thử. Tiêu. Tôi đi lên hôi nha các bạn.
nghe ốc 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 không? Sau khi để 10 năm rồi bắt đầu mình rửa nó các bạn. Kim thái để 10 năm nha các bạn. Xe chở lúa nha các bạn. Đó. Đây quay rim nha các bạn, rim thái để 10 năm mới khởi động lại các bạn. Khởi động đã xong rồi đó. Chuẩn bị đem đi giở lúa nha các bạn. Xe giở lúa nha các bạn. Bánh bơm cứng chưa? Chưa. Mày mày gì? Sôi đến giữa rồi, nó sủi lơ rồi. Này sủi lơ.